Chào các bạn. Và bây giờ mình sẽ đến với lại phần đó là mình xác định tính đơn điệu của hàm số lượng giá. Cái bước này mình thực hiện để xét đến tính đơn điệu thì bạn phải tính y phẩy ra cho mình. Rồi ở đây bước 2 đó là mình sẽ cô lập tham số m. Sẽ có hai khả năng xảy ra. Đó là nếu như mình cô lập được tham số m thì ok ha, thì mình sẽ áp dụng cái công thức là trước hết khi mà cô lập tham số m thì mình đưa nó về dạng m lớn hơn hoặc bằng gx hoặc là m bé hơn hoặc bằng gx nha. Rồi sau đó là mình sẽ áp dụng hai công thức đầu tiên, đó là để m lớn hơn hoặc bằng f với mọi x thuộc cái đoạn AB. Điều này xảy ra khi và chỉ khi m lớn hơn hoặc bằng cái max của hàm f trên đoạn AB ha. Và ngược lại, m bé hơn hoặc bằng hàm f với mọi x thuộc cái đoạn AB thì điều này xảy ra khi và chỉ khi m bé hơn hoặc bằng cái min ha, của hàm f trên đoạn AB. Rồi còn cái trường hợp thứ hai đó là nếu như mà mình không cô lập được tham số m thì mình sẽ nói rõ hơn ở video sau ha. Rồi video này thì mình chỉ tập trung vào cái trường hợp đó là mình cô lập được tham số m. Rồi bây giờ mình sẽ đến với lại hai câu ví dụ ha. Và câu ví dụ đầu tiên, bài kêu đó là tìm tham số m để hàm số y bằng sin x cộng với lại mx đồng biến trên r. Rồi vậy thì các bạn xác định đạo hàm ra cho mình y phẩy. Y phẩy của mình nó là bằng đạo hàm của sin là cos x ha, cộng với lại m. Cần tìm m để hàm số đồng biến trên r ha, tức là y phẩy lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc r. Rồi bây giờ bạn cô lập tham số m ra ha, điều này tương đương với lại m lớn hơn hoặc bằng trừ cos x với mọi x thuộc r. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ xét hàm số trừ cos x, vậy để m lớn hơn hoặc bằng trừ cos x mình đặt cái hàm này là bằng gx. Vậy thì để m lớn hơn hoặc bằng gx với mọi x thuộc r, vậy thì điều này xảy ra khi và chỉ khi m lớn hơn hoặc bằng cái max của hàm gx khi x thuộc r ha. Cái giá trị lớn nhất của hàm trừ cos x này thì bạn nhớ cho mình là cos x thì nó đi từ trừ 1 đến 1. Vậy thì để nó đạt lớn nhất thì cái mắt này chắc chắn là bằng 1 ha. Nó xảy ra khi nào? Khi cos x bằng trừ 1. Đó, vậy thì cái đáp án của mình đó chính là m lớn hơn hoặc bằng 1 ha. Thì mình sẽ chọn phương án A. Đến đây là câu ví dụ thứ hai. Tìm m để hàm số fx bằng 3mx cộng với lại 3 sin cộng với lại 4 cos đồng biến trên r. Rồi bạn xác định f' ra cho mình. F phải nó bằng 3m cộng với lại 3 cos và trừ đi 4 sin x. Rồi bây giờ mình đang cần tìm m để hàm số đồng biến trên r, tức là đang cần tìm m để f phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc r. Rồi bây giờ mình sẽ cô lập tham số m đi ha, tức là 3m nó sẽ lớn hơn hoặc bằng, mình chuyển vế qua mình được 4 sin x trừ 3 lần cos x. Cái này đúng với mọi x thuộc r. Và mình đặt cái hàm ở bên tay phải, đó là bằng gx. Điều này xảy ra khi nào? Khi và chỉ khi 3m lớn hơn hoặc bằng cái max của hàm g khi x thuộc r ha, tức là trên tập r. Rồi vậy thì cái hàm g của mình 4 sin x trừ 3 cos x. Vậy thì làm sao để mình tìm giá trị lớn nhất của hàm này? Sẽ nói lại một xíu về cái hàm g này ha. Bây giờ ở đây hàm g này nó có dạng là a sin x cộng với lại b cos x ha. Mình sẽ nói một xíu về hàm này. Bạn để ý cho mình như sau nè. Nếu như cái hàm số của bạn nó có dạng a sin x cộng với lại b cos x, bạn làm cho mình như sau. Bạn đặt cho mình đó là căn bậc 2 của a bình cộng b bình làm nhân tử chung. Thì mình thu được cái bên trong đó là a mình chia cho căn a bình cộng b bình rồi nhân cho sin x cộng với lại b chia cho căn a bình cộng b bình nhân cho cos x. Rồi tại sao mình lại lấy a chia cho căn? Bởi vì như bạn để ý ha, cái lượng a chia cho căn này và cái lượng b chia cho căn này thì nó luôn luôn nó thuộc trong cái đoạn từ trừ 1 đến 1. Rồi nó sẽ thuộc trong đoạn từ trừ 1 đến 1. Rồi khi mà nó thuộc trong đoạn từ trừ 1 đến 1 thì mình có thể viết nó dưới dạng đó là lượng giác của một cái góc alpha nào đó ha. Tức là mình sẽ đặt đó là cos alpha, tức là một cái góc alpha bất kỳ nào đó thôi. Cos alpha nó là bằng đặt cái lượng a chia cho căn của a bình cộng b bình này ha, thì đặt nó là bằng cos alpha. Vậy thì mình đặt thêm một cái lượng nữa đó là sin alpha, nó bằng b chia cho căn a bình cộng b bình. Vậy thì tại sao mình đặt được như thế này? Bởi vì nếu như bạn lấy sin bình cộng với cos bình thì có phải nó thành là a bình chia cho a bình cộng b bình không? Rồi còn đây là sin bình nó là thành b bình chia cho a bình cộng b bình, bạn cộng lại với nhau thì nó ra một. Cái việc mình đặt sin với cos này nó hợp lý à? Sau khi bạn đặt sin với cos này thì bạn thế nó ngược lại. Và vậy thì nguyên cái lượng này nó bằng ha,
căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Còn cái bên trong ngoặc thì mình viết lại sin x nhân cho cos alpha cộng với lại cos x nhân cho sin alpha. Thì bạn chú ý cho mình, sin nhân cos cộng cos nhân sin, cái lượng này nó chính là bằng sin của x cộng alpha ha. Đó, thì đây chính là một cái công thức đơn giản thôi. Và mình ghi lại y chang đây ha, căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Thì từ A sin x cộng B cos x mình đã viết nó lại chỉ thành một cái lượng đơn giản này thôi. Nó là bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình nhân cho sin của x cộng với lại alpha. Mình đã có được cái A sin x cộng B cos x bằng lượng này. Vậy thì bây giờ mình đang cần tìm max với lại min của cái hàm A sin x cộng B cos x ha. Rồi ha, bạn chú ý cho mình nha. Max của A sin x cộng với lại B cos x. Max của hàm này thì nó bằng cái gì? Thì nó chính là max của cái lượng căn bậc 2 của A bình cộng B bình nhân cho sin. Thì cái hàm sin này thì nó luôn bé nó bằng 1. Cho nên khi mà mình nhân vào thì cái hàm này nó luôn bé nó bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Vậy chứng tỏ cái max của cái hàm A sin x cộng B cos x nó là bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Nó xảy ra khi nào? Khi cái sin này bằng 1. Tương tự cái min của hàm này. Min của A sin x cộng với lại B cos x. Thì bạn làm tương tự cho mình ha. Nó chính là bằng min của cái lượng căn bậc 2 của A bình cộng B bình nhân cho sin. Mà cái sin này thì cái min của nó là bằng trừ 1. Nên vậy thì cái min của cái hàm này, min của A sin x cộng với B cos x, nó sẽ là bằng trừ căn bậc 2 của A bình cộng với lại B bình phương. Vậy thì bạn thuộc cho mình cái này luôn ha. Đó là max của cái hàm A sin x cộng B cos x, nó là bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Min của nó thì sẽ là bằng trừ căn ha, trừ căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Rồi, vậy thì mình áp dụng cho bài này. Mình đang cần tìm max của cái hàm G. Mà hàm G của mình thì nó có dạng A sin x cộng với lại B cos x. Trong đó A thì nó bằng 4, B nó bằng trừ 3. Rồi, vậy thì max của hàm này nó là bằng căn bậc 2 của A bình là 4 bình cộng với lại B bình là trừ 3 bình. Thì nó chính là bằng 5. Vậy thì điều này tương đương với lại M lớn hơn hoặc bằng 5 phần 3 ha. M lớn hơn bằng 5 phần 3 thì mình chọn phương án A. Đó, nên như bạn thấy, những cái hàm số nó có dạng nè A sin x cộng với lại B cos x, cái max của nó là bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình, và cái min của nó là bằng trừ căn bậc 2 của A bình cộng B bình ha. Hãy bạn thuộc cho mình thì mình sẽ làm bài toán nhanh hơn. Cảm ơn đã xem, bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn, đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn.